sàng chưa? Sàng. 1, 2, 3. Này Cún ơi, học bài đi. Cái bài hôm nay khó lắm đây này. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quang phải keo. Wow. Cái gì chứ? Ngưỡng mộ rồi đây. Ai đồ Cún mà này? Được, đổi bằng nhau rồi ấy, anh em. Ăn kẹo của Cún hơn nào. Thơm lắm ấy. Được mấy sinh nhật đâu? Mấy tê à? Thôi bạn, Cún idol. Thôi để tính kẹo của Cún idol nhá. Được rồi. Kẹo dẻo dọc đường. Ngon lắm. Để vô quậy vào. Thôi học bài đi, học bài đi. Đi học à. Vừa học vừa ăn cũng được. Đúng rồi, vừa học vừa ăn. Thầy chưa đến mà, sợ gì, mình học trước tẹo nhờ. Cái bài tập này đi ấy, bài tập về nhà em chưa giải xong rồi này. Thôi, anh hiểu rồi, dễ ơn, nhìn tới em nào. Cún ơi, Cún, cái gì đây? Trời ơi, vừa mới học mà đã ngủ rồi. Cái bài này khó ơi là khó này. Bài làm rất là giờ nhỉ? Chán đấy à. Cậu chả có hứng thú học gì cả. Chán lắm. À Cún ơi, có bảo gì? Hay là bây giờ mình chơi trò chơi đi. Trò chơi gì? Bây giờ mình sẽ thi xem ai mút tay lâu nhất. Ai mút tay lâu nhất thì người ấy là chiến thắng. Mà người người thua ấy thì phải mua cho người thắng một bộ bút màu. Chơi không? Dạo ơi. Thôi bảo nó không chơi đâu. Chơi đi. Mà cậu có mất cái gì đâu. Bây giờ nếu mà cậu thắng cậu mà chẳng phải được một hộp bút màu mới. Ui, thế là giờ chơi, chơi luôn. Thôi cậu đếm, đi. Cho em bút màu nhá. Không được bỏ tay ra đâu, bỏ tay ra là thua đấy. Ok. Ăn thang chưa? Thang. 1, 2, 3. Đây là kẹo mút bàn tay. Nhập kẹo mút nổ bàn tay. Bàn tay á. Này, thế bây giờ ăn nhá. Ăn đi. Cho cậu một táo xanh này. Cậu sẽ ăn mì dâu. Cái thế hả? Ừ. Thích cậu bóc ra cậu ăn kiểu gì vậy đó cậu ơi. Ui, đẹp đấy cậu ơi. Đẹp thế. Ui, hình cái like này. Đẹp bàn tay luôn. Tớ đây. Ui, đẹp thế. Cậu tớ màu hồng này. Đẹp thế nhỉ. Cậu tớ màu cái xanh này. Ui, tớ bắt đầu cậu ơi. Của tớ vị dâu thơm lắm. Của tớ vị táo thơm lắm. Cậu vị táo xanh. Đúng rồi. Cậu vị dâu đúa. Chấm vào cái bột nổi đi cậu. Tớ chấm rồi. Ôi. Đẹp của cậu. Ôi đẹp thế. Đẹp đẹp lắm. Ui, ăn đi. Tớ muốn muốn ăn nha. Thế nào khác với mút ngón tay của cậu không? Khác mút hoàn toàn. Mút ngón tay của cậu với mút cái này cái nào ngon hơn? Nghe này chứ. Cái món này cậu chẳng có vị gì hết. Nổ lắm cậu ạ, nổ to lắm. Nổ to à. Của tớ chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Đúng, mùi táo cậu ạ, thơm lắm. Ôi cái này nó nổ to lắm luôn ấy. Đúng rồi, nổ to lắm à. Cậu có muốn ngủ không? Không, tỉnh luôn rồi. Tỉnh đến tới tối luôn. Ngon nha. Quá ngon. Cậu chỉ có ăn mới tỉnh ngủ thôi, không có ăn cái lại buồn ngủ luôn. Ngon ha. Ngón tay cái. Bà tay này đi.
đâu thế nào nhỉ? Đây đây này, đúng rồi. Một nai tới rồi, nhá. Bạn học tiếp đi. Thôi để ở đây, lúc nào cậu buồn ngủ cậu lại ăn nhá. Ok, cậu để vào đây. Làm bài tập đi, bài tập này khó lắm đây này. À, bài nào bảo tớ tớ dạy chưa? Bài nào cậu chưa làm được bài nào thế này? Tớ còn làm gần xong rồi này.